rồi tại vì nào tính rồi em ra kia em hỏi những người dân nào còn đang ở ngoài dạ đó. Xin chào cô chú bác và anh chị. Dạ hôm nay thì con rất là vui có mặt tại đây là xã Hàm Mỹ. Thì hôm nay con đại diện cho Hội Thiện Nguyện BDS và Ngân hàng Việt Băng để đem cái phần quà này để đem đến cho bà con cô bác có hoàn cảnh nghèo khó khăn. Thì sau cái mùa đại dịch Covid đó, thì lời đầu tiên con xin chúc quý ông bà cô bác luôn được nhiều sức khỏe và luôn có cuộc sống bình an và hạnh phúc. Dạ. Và cũng xin rất là cảm ơn ban lãnh đạo của chính quyền địa phương đã cùng kêu gọi Hội Thiện Nguyện BDS của chúng con để đem cái phần quà yêu thương này để đến cho bà con nghèo. Thì cũng xin rất là cảm ơn bên ban chính quyền, bên đại diện ban chính quyền đã cùng với lại hội chúng con. Và cũng rất là cảm ơn những tấm lòng vàng, những người trong nước và ngoài nước đã cùng chúng con đóng góp để đem những cái phần quà này. Tuy rằng nó không là bao nhiêu, nhưng mà đó là cả một cái tấm lòng để chia sẻ đến cho quý bà con cô bác sau cái mùa đại dịch rất là khó khăn. Người ta thường nói một câu, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Thì đây là tuy rằng món quà nó không có phải là nhiều, nhưng mà đó là cái tình cảm, cái sự trân quý đến những cô chú ông bà mà có hoàn cảnh khó khăn. Thì con cũng xin cảm ơn, qua đây cũng xin cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã cùng với Hội Thiện Nguyện BDS chúng con. Và cảm ơn Ngân hàng Việt Nam Thương Tín Việt Băng đã cùng với Hội Thiện Nguyện BDS để mà đem yêu thương đến cho bà con cô bác. Và con cũng xin chúc bà con cô bác hôm nay nhận được phần quà và vui vẻ nha. Dạ. Thì hôm nay thì em có thì hôm nay thì cũng nhờ được bên quý hội cũng như là bên ngân hàng Việt Banh hỗ trợ với bà con. Thì em cũng xin thay mặt cho Ủy ban dân xã, thay mặt cho toàn bộ cán bộ cũng như là thay mặt cho quý bà con ở đây gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý hội cũng như là bên ngân hàng Việt Banh đã hỗ trợ chia sẻ yêu thương đến tất cả mọi người. Cảm ơn. Dạ, hôm nay thì mình có 50 phần quà, đó là chị ưu tiên cho những hộ nghèo. Thì bây giờ con xin mời bây giờ hội mình phát đi, mình phát ở đây trước. Từ từ từng hàng, một hàng trước. Bên đây là không đi. Bên đây là ông bà đi khó nè. Dạ. Mọi người thông cảm để con ưu tiên cho những ông bà lớn tuổi. Rồi. Tu phiếu rồi. Một mì ngồi đi, chú đứng lên đi. Cô chú đứng lên đây. Dạ lại. Bác đi trước đi, con kinh sao cho. Vô hàng đi. Theo anh này nè, anh đã đưa quà cho. Rồi, bác ra ngoài. Dạ. Phiếu của ông đâu, phiếu ông đâu? Dạ. Không rồi. Còn phiếu của bà đâu? Dạ thu rồi. Đây mới có 3 phiếu. Trang ơi, Trang. Mới 3 phiếu à? Phiếu của bà đưa cho ai vậy bà? Dạ không? Hả? Ai cầm. Không một cạp thôi. Không sao, con này nó bị rớt luôn rồi anh ạ. Ôi, nhắn cho bà. Phiếu của bà đâu, chị mới nhận có 3 phiếu à. Trang ơi, Trang, em có nhận phiếu của bà không Trang? Rồi, bây giờ em lấy cái phiếu của bà. Nãy con đưa cho bà, con giới thiệu cho ông. Con bà để phiếu ở nhà đúng không? Ờ. Sao tại vì làm vậy luôn nhưng mà không có nhận được hết trơn. Có ai hỗ trợ không? Nè, tới đây giùm chú con. Đi theo cô này. Rồi đi theo. Bây giờ chị nhận một phiếu trước đi rồi ha. Rồi đi theo. Phiếu
đó chị nhận cho ai? Rồi rồi chị đi ra đó. Rồi chú này. Rồi ôm giùm bà bầu đi ra ngoài đi. Rồi ngoại ôm nổi không? Ôm giùm ngoại luôn. Ngoại Nguyễn Thị Năm à. Chị ngoại không có phiếu hả? Dạ ngoại để quên phiếu ở nhà chú không có gọi cho. Rồi đưa cho ngoại đi theo ngoại, ngoại đi theo đi, ôm giùm ngoại luôn. Rồi. Đi theo đó. Rồi. Năm 1927 dạ đó. À là hồi nãy chỉ nhận một phần mà chỉ bị dạ. Cho nên là chị nói người nhà chỉ có một phần là dạ, ai nữa đó. Dạ, ông nội của chị là em nhỏ. Đem phần cho chị. Quá ông đi mất được cửa. Rồi ok chị. Dạ xong hết rồi. Giờ đây đi xe ôm. Đi xe ôm hả? Dạ chứ đâu ai chở. Dạ chị đâu? Dạ trên cục phong đi nè. Phong á mày nhà em ở xã đây nè. Rồi ông xã đâu? Dạ ông xã em cũng ngủ. Xã ngủ luôn nè. Rồi con ở đâu? Dạ con em nó đi học mà bữa nay thi đậu nghỉ rồi nó ở nhà nó đi. Mấy tuổi con chị đang mấy tuổi? Dạ nó học lớp 5 rồi. Lớp 5. Hai vợ chồng mù hết. Dạ đúng rồi. Chở chị. À chở. Rồi phải cái anh xe ôm anh chở cái này lên. Rồi để hỏi thăm xíu. Để hỏi thăm chút từ từ. Hai vợ chồng mù hết. Dạ. Có đứa con 5 tuổi. Dạ hai đứa. Hai đứa học lớp 4 nữa. Vậy hả? Đứa trai đứa gái không chị? Chị làm nghề gì chị? Em tùm lum á, con hôm đó bán vé số mà nó gạt nó lấy quá đồ nghỉ rồi bị xả tâm cho đi xin hả? Dạ đúng rồi. Tâm cho đi xin rồi bán vé số thì bị gạt không dạ, hả? Dạ rồi có bồ ở nhà nuôi mấy con gà bậy bạ xả cho mấy con gà nuôi đó. À xả cho mình mấy con gà đi dạ, nuôi dạ. Chứ không cho đi xin. Bán vé số thì bị giật hoài. Dạ đúng.
Rồi nuôi được mấy con? Dạ xã cho được 150 con rồi nuôi mới xuất chuồng mới bán bây giờ em thả mớ gà khác. Rồi mời gà ở nhà mình cho nó ăn cái gì? Dạ cơm rồi lúa gạo mình mua ở ngoài á, lúa hoặc là cám đường rau đó. Yeah. Rau thì vô trong chợ. Rồi, xã cho được 150 con cũng quý quá dạ, để đó. Mà có cái cho cái để mình để nuôi cho bé nó đi học rồi đó. Dạ, vậy cũng quý quá. Thôi bây giờ em thấy chị hai vợ chồng mù luôn hả? Dạ, hai chồng mù ở mấy chị thì biết nè. Rồi có hai đứa con luôn. Nghèo quá bởi vì xã thấy vậy mới giúp đỡ dạ. Ha. Này xã gì mới giúp đỡ cho 150 con gà. Em nuôi em cũng mới bán rồi. Sợ xài hết tiền đó rồi không có cho con ăn. Nên chị cho em biết chị tên gì chị? Em á. Dạ em tên Nguyễn Thị Kiều Phương. Nguyễn Thị Kiều Phương. Dạ, chồng em là Lê Văn Ngọc. Chồng là Lê Văn Ngọc. Dạ. Chị ở xã này ha. Dạ, xã, em xã ở xã gì này. Chị đọc luôn. Dạ, thôn Phú Phong, xã Hàm Mỹ. Rồi em gửi cho chị 1 triệu nè. Nè, để chị về mua thêm lúa gạo đồ cho gà để nuôi gà để mà lo cho dạ. Con. Ha. Với lại sắp tới tháng tới nè, con em nó chuẩn bị vô năm học mới rồi á. Cũng sách vở rồi. Cũng cho nó ăn bớt cho nó mua sách đồ được. Thì em gửi cho chị 1 triệu á, chị cho cảm nghĩ. Chị nha. À, có cảm nghĩ không? Dạ mừng chứ. Cảm ơn chị. Rồi thôi chúc chị luôn luôn nhiều sức khỏe nha chị. Dạ. Cảm ơn chị. Trời cố gắng lên nha chị nha. Dạ, dạ. Em chúc mấy chị khỏe luôn ha. Dạ. Anh tôi bỏ này lên. Rồi rồi rồi. Rồi. Đây lên xe phụ khổ đi. Ủa anh tôi chở gì hai gì? Chị đó lâu đó. À, xin chào cả nhà. Thì chiều hôm nay thì mình đại diện với anh Sang, tại vì anh Sang đang còn công tác ở ngoài Nha Trang, ảnh về không kịp, cho nên mình với lại đoàn đó đại diện ảnh để trao 50 phần quà cho hộ nghèo tại xã Hàm Mỹ rồi. Và đã phát quà xong, thì xin kính chúc quý ông bà cô bác và những tấm lòng nhân ái luôn được nhiều sức khỏe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.